Để mình đứng ngoài đây cho không dính vô đâu đấy. À, bữa nay ai được sinh nhật là tải như thế này. Bắt đầu là mở lớp. Mở nhạc lên. Đừng mở nhạc dính với bạn Nguyên hả? Chứ nhạc hát. Để hát bình thường đi anh. Nhạc dính bạn Nguyên lên được đâu. Đừng mở nhạc lên hết chứ. Chứ. Bạn Nguyên. Gạt bán, gạt bán ơi. Đưa cho chàng vỗ tay. Các bạn. Chúc thầy cô là sinh nhật hôm nay là tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Sinh nhật lên đại lớn cơ. Sinh nhật đại quá lớn. Bây giờ là đến phần tiệm. Tạm thời thì chưa hết, chưa có đủ điểm. Sinh nhật V4 mà sao mà nhiều người dữ thế. Trời, bạn này sao lên món còn món ngon không ông? Bạn mình vừa vẫn còn gói mà. Lên. Đồ đây có bánh hỏi thịt nướng rồi anh Thi. Chúc mừng sinh nhật rồi chưa anh Trường? Sinh nhật đây mà. Đấy. Nhân vật chính ngầu đây mà anh Thi đây mà. Vậy đấy đúng rồi. Ủa hết em. Thêm túi rồi anh Thi ạ. Qua lò lét không? Qua lò lét rồi. Lại nữa. Dạ. Dạ dạ. Quay là mình chân cho vợ. Dạ dạ, nó đang ở đâu nó ở trường. Mình không tin. Chào vợ tin nha. Đấy. Chờ rồi. Rồi, chia lại bằng mình đây. Làm cái việc nhau, để cho chơi giống như vậy. Chào anh Trung, anh hỏi thịt heo ngon không vậy? Ngon không? Đúng tâm trạng phú yên mình là bánh hỏi thịt heo là vô địch đấy. Anh Quang làm cuốn này chứ, anh Quang chưa làm cuốn nào chưa? Làm cuốn này, mấy sư phụ mình cũng quan tâm chút chứ. Ngày mai không à? Vậy trần đấy, nãy anh coi chứ ngày mai hay sao vậy? Ngày mai. Mai, nay thứ 6 hả? Ngày mai, hai vô rồi. Ngày mai không à? Sao? Mấy anh đây khó ngồi hàng anh không hả? Còn ông muốn Đông Nam Á nè, tông đây. Đâu đây, đội nào phải không? Vô con kia ngày mai hết rồi. Rồi, Bữa nó uống không đa. Không, bây giờ nó sức khỏe yếu rồi. Chảy mới được vậy. Chảy không?
không? Thả đá nữa. Đây để em bỏ đây. Chưa rửa được. Cái đèn. Con ta đông rác cái không đủ ấy. Đèn. Cái thằng mà mình không biết con làm cái con của ta là thằng trước đèn thằng mình không biết đâu là thằng xa lạ rồi. Ông nói thằng đấy với thằng kia có tạt tạt đấy chứ. Chỗ đèn còn những anh xa lạ rồi thằng kia có chuyện tạt. Màu đá cho tụi mình chứ tốt rồi mày. Mình lên đi. Này. Lên. Giờ bữa nay biết thêm tên của thầy bơi này. Thầy Long này đấy, giờ biết rồi mấy. Thầy Thanh biết bữa mình đi kia rồi. Thầy gì? Thầy Nó. À thầy Nó thì, ôi dồi thầy Nó em bốn người rồi. Thầy Nó chứ mấy anh không ngò nữa rồi. Thầy Nó là em biết trước rồi. Đào chú, chúng là chén keo à? Chén keo. Thầy keo qua rồi. Thầy đây, thầy đây thầy Băng đúng không? Băng. Thầy Bơi. Do thầy Bơi là anh ở đâu cánh như đây đâu có gì ở tầng lương đâu biết đâu tập bơi biết ai tập bơi như này mãi tới hôm nay mới gặp mới biết này không có cái cuộc gặp cuối năm này chắc không biết thầy bơi đâu anh đi không chết á ông bơi đi mà biết ông làm gì ông lội không mai mốt ông ơi cứ hết thế đẹp kìa thôi bây giờ đâu có em anh đi tới đâu có em đúng rồi chắc là không để vô á đang cấp trong đây đùa với lên bơi rồi nào ba vậy mà cũng đang cấp bài thằng Thanh phải thành à học trò nữa rồi biết nó gầy hết đâu to to lắm phải tập nào Thanh là chỉ một thời thôi giờ không nhắc nữa có kèo rồi tối tinh hàm chấm 1-4 đó là hàm chép Everton mà mai mà đá mà bắt chân đi mai chắc mình biết rồi mai mình chuyển bóng à rớt à móc lịch sử luôn không rút 15.000 ra mà nợ 125.000 đòi miếng ra rút 15.000 hơn năm gì không ai ai đòi có thì giờ đâu có đòi ông đưa tôi cá cho ông đâu à chào chị 2 triệu anh à, anh sáng thường anh sáng đó nhưng mà sáng nay anh ngồi trà cơ kìa trà cơ nghe bé món món máu anh Minh làm miếng review anh Trung chưa món này máu sâu mà vậy anh Trung thử đi cái này gấp đây tôi là đúng 8 giờ tôi có mình gì đó ai tiền đây kéo đi kéo đi quan tâm sư phụ tí chứ không sư phụ cầm đây kéo rừng này đuôi cành số đâu đi tiền đây nào đêm lắm mưa ra là cũng ở đây này mà bà cậu à dây bà cậu không hai thâu cậu chú lỗ không ăn trắng tình nhận đây đủ quay đi quay đi đây làm cái bảng được này lấy hai chai làm bằng nghiêm túc hai chai bữa nay tiếp cái nào ấy đứng như vậy đấy đây đang đặt tiền nổ đang cuối năm rồi nổ nóng phát triển tiền nó bị mạng thua đồ pizza nữa vậy chúc sức khỏe nhé năm mới nhé sinh nhật hoàn tráng quá cảm ơn lên nha 2-3 hơn mà nay không có gì đã cảm ơn anh học xưa giờ hả học xưa giờ thế đem học giờ anh đem tóc em mình anh đi đâu không hả anh đi đâu qua mấy bà phụ nữ không à ơi vậy anh qua bà phụ nữ không đòi được qua bằng mình anh đã thua rồi đòi làm qua mấy được rõ nào đòi qua mấy được rõ đó qua phụ nữ không à mau nói chuyện hơn chút mà giờ anh quen anh nói cứ nhét hoa miết vậy người đẹp của tôi người đẹp của tôi kia đấy bỏ cục cho nổi cục đá nào nghiêm túc quá sao em dọn dọn nào mình lên thành anh tiền bạc là phong minh hết rồi ạ ai tin chịu khó nữa thôi không còn đâu hai tay đúng không có luôn cá bị bắt ra theo nó ông cái thùng bơi mày không sao đâu mày làm bơi được cái gì đồ rồi toi bay hết trong này thì tưởng sao anh được nữa có
Dạ. Rồi. Đấy, em lướt qua hết rồi mà. Lướt rồi. Lướt hết rồi chứ, em lướt đều rồi chứ. Đấy. Lướt đều luôn rồi chứ, nãy em ngon đi mấy vòng mà. Đúng rồi. Đây, cho em mượn ly thế nha. Vô anh em nha. 1, 2, 3, vô. Ồ, sinh nhật bữa nay hoành tráng quá anh ha. Mời anh em nha. Lớn đến đây. Anh Toàn ơi. Sống bây giờ là 14, em biết nói tiếng không? Dạ. Biết nói tiếng không? Nghe được. Nghe nói. À, nghe hiểu được nhưng mà nói không được. Nghe hiểu mà nói không được. Nghe hiểu được. Tại vì nghe đoạn đầu đoạn cuối em đoán ra cái công chuyện. Vô nữa đi chị em. Vô. 1, 2, 3 Vô. Quay làm minh chứng này anh. Quay còn báo cáo. Vũ xin thùng bia rồi không? Rồi xin thùng bia nha. Chấp nhận. Chào giờ tin nha. Mình lóc biết này. Chị cười tươi quá tươi mà thấy ấn tượng liền kìa. Đấy chứ. Rồi, cảm ơn các bạn. Đây anh Tân vừa bằng mình đây. Anh Tân vừa. Đây. Rồi hô lại chưa? Rồi. 1, 2, 3 vô. 2, 3 vô. 2, 3 4 Uống bao nhiêu? Ai nâng ly có ly, uống ly thôi. Hết lên ly. Rồi, ăn hết rồi. Không được đâu. Bia đây nước ngọt đây, lấy cần gì lấy cho. Ủa anh Tân đi rồi nè, anh Tân đi mất rồi. Dạ chui. Ủa? Thì tô cháo mình chưa ăn mà đổ đây luôn anh. Ý là chờ em vừa quay vô chứ giờ đổ mất họ chưa quay mà. Không lỡ. Không được ai. Vô đồ ăn này. Có tất cả anh em à. Hai củ nữa luôn. Ờ bao nhiêu con tính? Đấy chiên chao không đúng không? Tổng cộng hai củ luôn. Là mấy đó là được lại không? Nhiều đó được không? Điểm cấp. Nghe chấm vô đá rồi. Vô đá nữa. Vô đá nữa. Đây là nhớ mà. Phát âm nó chuẩn vô không? Đang đồ ăn mà đóng chúng ta. Đang dưới đang rồi. Vô. Vô. Một rồi. Em gì à? Tối nay em gì à? Mấy bữa ở lại với không? Mấy bữa đây em ở lại 3 ngày rồi. Tôi lại 3 ngày. Cái con có sao đâu. Giờ đâu có gì. 2, 3, vô. 2, 3,
Bây giờ đi chụp ảnh. Xuống theo lòng mới bắt đầu. Có giá chưa đem ra? Giá cũ để mà đi nào chút mà lấy sao? Chưa lấy giá. Giá là bờ. Trung lấy giá. Giá. Cái giá mút gì? Cái mút canh không thấy bạn em đâu mất rồi. Dạ. Bỏ cái dĩa đây là bưng theo luôn.